Vâng, em xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Phượng Kỳ TV. Và trong video ngắn ngày hôm nay thì em sẽ có rất nhiều các sản phẩm muốn được review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Và trước khi đi vào phần review và báo giá các sản phẩm trong video ngày hôm nay thì quý vị và các bạn hãy tạm dừng tay lại một giây lát, nhấn cho em một like và nếu có thể nhấn cho em một lượt đăng ký. Sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp của Phượng Kỳ TV. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Và cái sản phẩm đầu tiên mà em sẽ review đến với toàn thể quý anh chị và các bạn đó là những chiếc máy robot hút bụi. Trong video ngày hôm nay em có hai máy duy nhất quý vị nhé. Cái máy đầu tiên là của hãng Woofy. Như quý vị và các bạn cũng thấy trên màn hình thì cái máy này không có hộp giấy quý vị nhé. Máy có điều khiển, có chổi quét dự phòng, có hai cái miếng pin lọc dự phòng và có sạc của máy. Thì máy nó dùng điện từ 100V đến 240V. Như vậy là quý vị và các bạn cũng không cần phải dùng thiết bị đổi nguồn để chúng ta sử dụng cái máy này. Như vậy là quý vị và các bạn cũng tiết kiệm được một khoản chi phí nữa. Và cái máy này thì sau khi chúng ta sử dụng thì chúng ta phải bật cái nguồn của máy. Đây là cái nguồn của máy quý vị nhé. Và chúng ta bật cái nguồn này lên. Ok. Sau khi chúng ta bật nguồn xong thì chúng ta sẽ cầm cái điều khiển này để chúng ta điều khiển máy nó sẽ làm việc thôi. Ok, như vậy là cái máy này thì quý vị và các bạn cũng có thể kết nối Wi-Fi. Sau khi chúng ta kết nối Wi-Fi xong thì chúng ta sẽ tải cái app của Woofy này về. Và sau khi chúng ta tải cái app này về thì chúng ta sẽ điều khiển máy bằng các thiết bị smartphone của chúng ta và chúng ta không cần phải dùng điều khiển nữa. Và đây là mặt đằng sau của máy thì quý vị và các bạn cũng thấy rồi. Thiết kế của máy là hai chổi lốc hai bên và đặc biệt là quý vị và các bạn quan sát thật kỹ hộ em là cái bánh răng của nó vẫn còn rất là mới quý vị nhé. Và trong quá trình sử dụng bánh răng của nó còn mới như thế này thì nó sẽ di chuyển rất là hiệu quả. Và đây là cái chổi lốc ở giữa. Và chiếc máy robot hút bụi Woofy không có thùng giấy này thì em bán về Việt Nam. Không có thùng giấy, không có chức năng đo nhà thì em bán về Việt Nam với mức giá là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 4 triệu rưỡi ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. 4 triệu rưỡi là em sẽ bao đường bay về tận nhà. Quý vị và các bạn chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship nội địa. Còn khi quý vị và các bạn ship code thì em xin phép là em sẽ không bao tiền cước nội địa quý vị nhé. 4 triệu rưỡi em sẽ bao đường bay về tận nhà luôn ạ. Và cứ đến thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái máy robot hút bụi cũng là của hiệu Woofy. Nhưng có điều đặc biệt là cái máy này nó còn nguyên cả set tô. Có nghĩa là có cả hộp giấy và cả điều khiển quý vị nhé. Và điều đặc biệt của cái máy này là nó có chức năng lau nhà quý vị nhé. Đây là cái miếng chổi, đây là cái miếng rỉa lau của nó. Và khi quý vị và các bạn dùng máy làm chức năng lau nhà thì đây là cái miếng để lau nhà quý vị nhé. Đây là chỗ để chúng ta gắn cái miếng rỉa lau. Và khi quý vị và các bạn không lau nhà thì chúng ta sẽ tháo cái miếng lau này ra để cho máy nó làm việc được nhẹ nhàng hơn. Và chổi lốc hai bên. Và đây là cái bánh răng của máy thì quý vị và các bạn quan sát thật kỹ của em là cái bánh răng còn rất mới quý vị nhé. Nó không có độ mòn. Và đặc biệt là cái cao su của nó vẫn còn rất là tốt ạ. Và đây là cái họng hút ở giữa. Và sau khi chúng ta cho máy làm việc thì chúng ta sẽ bật nguồn ở dưới. Bật nguồn lên thì máy nó sẽ báo đèn xanh như thế này. Thì chúng ta sẽ cho máy làm việc. Thì chúng ta có thể dùng smartphone, sau đó chúng ta tải cái app này về để chúng ta cài đặt bằng smartphone. Và nếu như quý vị và các bạn không có smartphone thì chúng ta sẽ dùng bằng điều khiển quý vị nhé. Ok, như vậy là máy có điều khiển, có thùng giấy và có chức năng lau nhà, có đầy đủ các setup luôn.
từ chổi lau. Và quý vị và các bạn cũng thấy máy dùng điện từ 100V đến 240V. Như vậy là quý vị và các bạn cũng không cần phải dùng thiết bị đổi nguồn. Chúng ta vẫn sử dụng được cái máy này. Và cái máy này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 6 triệu. Với mức giá là 6 triệu là em cũng sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 6 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship về tận nhà luôn. Còn khi quý vị và các bạn ship code thì em xin phép để em sẽ không bao tiền cước nội địa. Và kế đến thì em sẽ review đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái máy lọc không khí của hãng Mitsubishi MA518DK. Máy còn full cả thùng xốp như thế này. Đây là cái xốp và đây là cái hộp giấy của máy. Hộp còn rất mới quý vị nhá. Đây là hộp của máy ạ. Hàng do Trung Quốc sản xuất dành riêng cho thị trường của Nhật. Máy rất đẹp luôn. Và đây là máy. Em sẽ tháo cái xốp này ra. Như quý vị và các bạn cũng thấy trên màn hình. Và ngay ở góc quay đầu tiên thì quý vị và các bạn cũng thấy được cái mặt của máy này. Người ta thiết kế rất đặc biệt luôn. Rất là đặc biệt. Và sờ rất đẹp luôn ạ. Nhìn rất là sang trọng. Em đã cắm điện sẵn rồi. Em chưa cắm điện. Chúng ta phải cắm điện. Trước mắt là em phải cắm điện đã. Sau đó em sẽ test cho quý vị và các bạn. Và đây là cái mặt đằng trước của máy. Thì ở trong đây người ta có một khay nước quý vị nhé. Em phải nhấc máy ra. Máy khá nặng quý vị ạ. Máy rất nặng luôn ạ. Rồi. Và bây giờ thì em sẽ quay cái khay đựng nước của máy. Quý vị các bạn thấy khay đựng nước người ta để bên trong quý vị nhé. Đó, người ta để bên trong như thế này. Nước thì có chức năng là bù ẩm. Đóng rất đẹp luôn ạ. Máy chạy rất là êm. Và cái máy này thì nó sử dụng cho diện tích phòng là 1 made in China. Sản xuất dành riêng cho thị trường của Nhật quý vị nhé. Và số series của máy là 012829. Đời của máy ở trong đây là đời 2008 quý vị nhé. Đời 2008 ạ. Em sẽ quay cái phin lọc để quý vị và các bạn thấy được. Cái phin lọc của nó vẫn còn rất mới. Đầu tiên là cái miếng phin lọc thô này. Sau đó là miếng phin lọc siêu mịn. Quý vị và các bạn nhìn cái mặt của nó vẫn còn rất mới quý vị nhé. Mặt còn cực kỳ là mới luôn ạ. Đó. Máy rất đẹp ạ. Và trong đây là người ta có ghi dung tích của máy là máy sử dụng cho diện tích phòng là từ 40 m², 40 m² quý vị nhé, và nhỏ nhất là 10 m² này, 17 m², và dùng cho diện tích lớn nhất là 40 m². Và cái máy này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu 200 đi đường biển quý vị nhé. Và nếu như quý vị và các bạn đi đường bay thì giá thành của nó độn lên rất là nhiều. Cho nên là em xin phép để em sẽ báo giá đường biển. Và nếu như quý vị và các bạn muốn đi đường bay thì quý vị và các bạn phải cộng thêm tiền cước cho em. Đó, thì em sẽ đóng đường bay cho quý vị và các bạn. Máy rất đẹp luôn ạ. 3 triệu 200 là em sẽ đóng đường biển về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và cái đến thì em sẽ review đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái máy lọc không khí của hãng Panasonic. Chế độ lọc không khí là Lalo EX quý vị nhé. Panasonic FVC70XS. Chế độ lọc không khí của nó là Lalo EX, có nghĩa là chế độ lọc siêu mịn, siêu nhỏ. Và đây là cái mẫu máy thì em đã bán khá là nhiều rồi, bởi vì cái máy này thì rất là nổi tiếng, em cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Và đối với những hàng nội địa của Nhật,
hàng chỉ sử dụng tại thị trường nội địa của Nhật, thì quý vị và các bạn thấy chất lượng của nó rất là khác. Đời của máy là đời 2019 quý vị nhé, và số series là 90909090050570. Đời 2019, hàng chỉ sử dụng tại thị trường nội địa của Nhật, hàng cấm xuất khẩu sang nước thứ hai, và máy sử dụng cho diện tích phòng là từ 70m2 đến 90m2, tối đa là 90m2 và nhỏ nhất là 70m2. Máy rất đẹp luôn ạ. Máy thì em đã ghim điện sẵn rồi. Và đặc biệt là ở bánh xe, ở dưới nó có bánh xe để quý vị và các bạn đùn nhé. Ở dưới nó có bánh xe, chúng ta không phải xách. Bên đây là cái khay đựng nước. Khay đựng nước để chúng ta bù ẩm. Máy rất là êm luôn ạ. Quý vị thấy cửa nó mở rất là nhẹ nhàng. Và em xin phép là có cái chuông đồng hồ nó đánh chuông cho nên là em sẽ không bình luận nữa. Em sẽ ngừng bình luận một chút. Bởi vì nhà em kê đồng hồ, để đồng hồ khá là nhiều cho nên là thỉnh thoảng lại có tiếng chuông đồng hồ nó làm ngắt nhịp. Và em sẽ quay cái phin lọc của nó để quý vị và các bạn cùng thấy được cái phin lọc của nó mới như thế nào nhé. Đấy, quý vị thấy không? Cái phin lọc của nó mới như thế này mà. Mới quang luôn, mới keng xà beng luôn ạ. Cái phin lọc này thì quý vị và các bạn, đặc biệt là chúng ta không được để nước vào, chúng ta không được để ướt cái phin lọc này. Chúng ta chỉ dùng cái xịt e để chúng ta xịt. Có nghĩa là chúng ta phải dùng cái đầu xịt hơi đấy ạ, để chúng ta xịt cái phin lọc này quý vị nhé. Tuyệt đối là quý vị và các bạn không được làm rách và không được để ướt. Phin lọc rất mới. Và trong đây là cái miếng phin lọc. Đó, máy nó như vậy. Phin lọc cực kỳ mới luôn. 7 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 7 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Bởi vì với mức giá là 7 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà. Còn khi quý vị và các bạn ship code thì em xin phép là em sẽ không bao có tiền cước nội địa quý vị nhé. Và kế đến thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn những chiếc loa Bluetooth. Thì trong video ngày hôm nay em có một cái loa Bluetooth hàng xài lướt, không có hộp giấy quý vị nhé. Không có hộp giấy, em bán về Việt Nam với mức giá là 2,8 triệu. Bác nào kết được cái loa Bluetooth không có hộp giấy này với mức giá 2,8 triệu thì nhanh tay chụp lại màn hình sau đó gửi vào Zalo cho em. Và kế đến thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn những chiếc loa Bluetooth hàng chưa sử dụng tại Nhật, còn full hộp như luôn như thế này. Hàng Trung Quốc sản xuất dành cho thị trường của Nhật. Quý vị và các bạn để ý thật kỹ hộ em là cái băng dính này. Cái lớp băng dính này. Cái lớp băng dính tròn này chúng ta không thể làm giả được. Với điều kiện là chúng ta không thể cắt được nó tròn như thế này. Cái này thì chỉ có nhà sản xuất người ta mới có thôi. Và em sẽ dùng một con dao để em cắt. Để quý vị và các bạn thấy được độ mới của cái loa Bluetooth này. Ok. Và đây là cái bảo hành của hãng quý vị nhé. Cái bảo hành của tiệm. Và sau khi cắt xong, cái này em vẫn chưa cắt đứt này. Cái này vẫn chưa đứt. Đó, quý vị thấy không? Đó, phải cắt đứt là như vậy thì chúng ta mới tháo ra được. Rồi, ok. Bên trong quý vị và các bạn cũng thấy tất cả máy vẫn còn rất là mới, ở trong điều kiện rất là hoàn hảo luôn. Ngay cả cái chân bảo vệ của cái dây cắm người ta vẫn giữ được, cái miếng nhựa bảo vệ dây cắm. Và máy này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 3,5 triệu. 3 triệu rưỡi là em cũng sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn.
Sạc của máy thì dùng điện từ 100V đến 240V, như vậy là quý vị và các bạn cũng không cần phải dùng thiết bị đổi nguồn. Máy cực kỳ mới luôn ạ. Đấy, quý vị thấy không? Sau khi em tháo ra thì nó như thế này. Đấy, máy rất mới luôn ạ. Ok. 3 triệu rưỡi là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Trong video ngày hôm nay em có hai máy, em có duy nhất hai máy thôi ạ. Nếu như bác nào nhanh tay thì chốt được, còn không là em sẽ hẹn quý vị và các bạn ở trong video khác. Và kế đến thì em có một cái băng đĩa nhựa rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Richard. Đây là những cuốn, đây là chiếc CD, đây là chiếc đĩa nhựa piano rất là hay. Quý vị và các bạn vẫn nghe những bản nhạc trong cái chương trình phát thanh buổi sáng người ta vẫn hay mở. Rất là nhẹ nhàng. Và cái CD này thì nó có hai cái CD quý vị nhá, hai đĩa nhựa đấy ạ. Thì cái đĩa nhựa này em bán về Việt Nam với mức giá là 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi là em cũng sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Một chiếc đĩa nhựa của nhạc sĩ Richard Piano rất là nổi tiếng. 1 triệu rưỡi em bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và kế đến thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý chị và các bạn một cái máy bù ẩm của hãng Dainichi. Đây là khay đựng nước ạ. Trong cái điều kiện mùa hè thì ở Việt Nam chúng ta rất là hay dùng điều hòa. Và trong quá trình dùng điều hòa thì độ ẩm của nó rất là thấp. Thì bắt buộc chúng ta phải dùng cái máy này để bù ẩm. Và chức năng chủ yếu của nó là bù ẩm và lọc không khí quý vị nhé. Cái này thì nó dùng cho diện tích phòng là từ 30m² đến 40m². Hoặc là 20m² cũng được. Thì ở trên mặt này thì nó có chế độ bù ẩm 50% và 60% và 70%. Như quý vị và các bạn cũng thấy trên màn hình. Đây là hàng nội địa của Nhật. Cái máy này là hàng nội địa của Nhật quý vị nhé. Hàng chỉ sử dụng tại thị trường nội địa của Nhật. Đời của máy là đời 2017. Máy rất đẹp luôn ạ. Dainichi. Máy rất mới, rất đẹp, không có một tì vết. Và cái máy này thì em xin phép là em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu. Với mức giá là 3 triệu là em cũng sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 3 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào cho em. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship về tận nhà. Còn khi quý vị và các bạn ship code thì em xin phép là em sẽ không bao cái tiền cước nội địa. Ok, và cái đến thì em sẽ review đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái lư trầm cổ rất đẹp luôn, bằng đồng, 100% bằng đồng quý vị nhé. Em đã mài cái màu đồng này đi để quý vị và các bạn thấy được. Thì điều đó chứng tỏ là qua thời gian rất là lâu thì cái lớp đồng cái này của nó đã bị biến màu. Và đây là cái màu đồng rất đẹp sau khi em đánh bóng, cực kỳ đẹp luôn. Cái đồng này về quý vị và các bạn phải đánh. Nếu đồng mà chúng ta không đánh thì nó không bóng, không đẹp được. Em sẽ đo chiều cao của cái này. Chiều cao của nó là xấp xỉ 36cm ạ. Em đang đứng vuông góc với lại cái điểm 36cm này. Camera đang đứng vuông góc 36cm quý vị nhé. Và bên trong của nó là như thế này quý vị nhé. Bên trong thì đấy, quý vị thấy không ạ? Đồng rất đẹp luôn ạ. Em sẽ quay qua một lượt để quý vị và các bạn cùng quan sát nhé. Rất đẹp luôn. Và thông thường thì ở ngoài Bắc thì chúng ta hay dùng cái này để đốt trầm hương. Nếu như nhà quý vị và các bạn ở mùa đông mà đốt trầm hương thì nó rất là thơm. Thì cái này ở Nhật người ta hay dùng để đốt trầm hương quý vị ạ. Bằng đồng cực kỳ đẹp luôn ạ. Và đây là cái lâm châm. Cái lâm châm này của em thì em chuyên dùng để đi kiểm tra đồ. Thì em sẽ
Đầu tiên thì em sẽ bắt thử con dao này. Quý vị thấy không? Miếng lông chân của em đã bắt rất là chuẩn và rất là chắc phải không ạ? Em bắt được cả thước luôn. Như vậy là lâm châm của em là lâm châm thật rồi phải không ạ? Không có thể lâm châm giả được. Và sau khi em bỏ cái đồng này thì nó trôi đi luôn. Không bắt luôn ạ. Đó. Cái này em chuyên dùng để em đi em kiểm tra đồ. Em kiểm tra đồ cổ đi ạ. Và cái lư trầm này, cái lư đốt trầm này em bán về Việt Nam với mức giá là 12 triệu. 12 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 12 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship về tận nhà. Và kế đến thì em sẽ review đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái âm ly khá là nổi tiếng của hãng Pioneer SA7800. Trong video ngày hôm nay em có một cái quý vị nhé. Em lại về là một máy nữa. Và cái âm ly Pioneer 7800 này, như quý vị và các bạn cũng thấy trên màn hình, máy rất đẹp, rất mới, không có một tì vết. Đặc biệt là cái mặt tiền này của nó quý vị nhé. Cái mặt phay nhôm này của nó không có một tì vết luôn ạ. Và cái âm ly này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 9 triệu. Với mức giá là 9 triệu là em cũng sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 9 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ, em sẽ bao ship về tận nhà. Ok, và cái âm ly này thì em sẽ test âm thanh và em sẽ đăng lên dòng nhật ký của Zalo. Em xin mời quý vị và các bạn quan tâm đến cái sản phẩm này, hãy vào trang nhật ký Zalo của em để theo dõi bản test. Và cái đến thì em lại về được một cái đầu video rất là hoài niệm, rất là cổ kính. Nó mang tính chất hoài niệm rất là cao. Và model của nó là Panasonic LV-SX505 quý vị nhé. Máy chạy vẫn rất là ok ạ. Play là máy chạy luôn. Tua vẫn rất là ok. Rồi. Em lại cho cái băng ra. Đó. Em play. Ok. Như vậy là cái đầu băng cassette này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu rưỡi thôi. Em bán thực tế em bán là chủ yếu là em lấy cái tiền cước vận chuyển thôi để quý vị và các bạn về có những sự trải nghiệm và chúng ta có thể lưu được những cái sản phẩm mà nó đã gắn liền với cái thời bao cấp rất là khó khăn của Việt Nam của chúng ta. Thì 2 triệu rưỡi là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và cứ đến thì em sẽ review đến toàn thể quý anh chị và các bạn những chiếc đầu cassette rất là đẹp trong video ngày hôm nay em có được. Cái đầu tiên thì em sẽ review đến toàn thể quý anh chị và các bạn. Đó là cái Pioneer T7070WR quý vị nhé. Em rất lấy làm tiếc là cái đầu cassette này thì cái cửa băng deck 1 này, cửa băng bên trái này, sau khi play thì không được, tua thì vẫn ok. Chỉ muốn tội play không được. Và cái cửa băng bên đây thì rất là ok. Và em sẽ test thử để quý vị và các bạn cùng thấy nhé. Hàng nó có làm sao thì em sẽ bán như vậy quý vị nhé. Đầu tiên là em sẽ test cái này. Em sẽ test chức năng tua của nó này. Play không được quý vị nhé. Đó. Tua thì ok. Băng nó hơi lặng đấy nhỉ. Đó, nó bị kẹt băng. Và đôi khi chơi cái đồ này nó là như thế quý vị ạ. Đôi khi phải đập 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 vỗ vỗ thì nó lại ok. Đó. Play không được thôi. Và tất cả các chức năng tua thì ok. Không sao cả.
Rồi. Cửa băng bên đây play không được quý vị nhé. Em play không được này. Đó. Rồi em sang bên đây. Bên đây thì rất là ok, không sao cả. Bên đây thì rất là tuyệt vời luôn. Đó, quý vị thấy không ạ? Băng chạy rất là êm ạ. Và em xin thông báo cái đầu cassette của hãng Pioneer T7070WR này em bán về Việt Nam với mức giá là 4 triệu. 4 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Nếu như cái cửa băng bên đây không bị lỗi thì em bán về Việt Nam với mức giá là 5 triệu. Em không hiểu cái cửa băng này làm sao ấy, nó cứ đè ra. Chúng ta phải ấn vào đấy thì nó sẽ tua rất là ok. Và không ấn vào thì nó cứ ha há như thế này. Có nghĩa là nó đang bị lỗi một cái gì đó mà em không có thời gian để kiểm tra. Và với mức giá là 4 triệu là em cũng sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Máy có chức năng revert 2 chiều được ạ. Ok, 4 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và ở bên trên là một chiếc đầu cassette rất là nổi tiếng của hãng Ticlic M202 quý vị nhé. Đây là một cái đầu cassette rất là nổi tiếng rồi, thì em cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều nữa. Máy tua vẫn rất là êm. Và cái máy cassette của hãng Ticlic M202 này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 6 triệu. Với mức giá là 6 triệu là em cũng sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và với mức giá là 6 triệu thì em sẽ bảo hành cho quý vị và các bạn là 6 tháng. Trong quá trình mà quý vị và các bạn sử dụng mà có vấn đề gì thì quý vị và các bạn hãy mang ra thợ kiểm tra giùm em. Đặc biệt là quý vị và các bạn tuyệt đối không được cắm nhầm điện và không được làm rơi vỡ quý vị nhé. Nếu như quý vị và các bạn cắm nhầm điện và làm rơi vỡ thì em sẽ không bảo hành đâu ạ. Và em sẽ sang cửa bên đây. Cửa băng chạy vẫn rất là êm ạ. Em sẽ tua để quý vị và các bạn thấy cơ của nó chạy cực kỳ là êm luôn ạ. Và rất khỏe, cơ rất khỏe và êm. Ok, bản test của những chiếc đầu cassette này thì em sẽ đăng lên dòng nhật ký của Zalo. Em xin mời quý vị và các bạn hãy vào nhật ký Zalo của em để theo dõi bản test chất âm của những chiếc đầu cassette này. Và kế đến thì em sẽ review đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái chóe duy nhất trong video ngày hôm nay em có được. Chóe rất đẹp luôn ạ. Và đời của nó đời chữ viết quý vị nhé. À đời dấu mộc vuông. Em xin lỗi. Đời dấu mộc vuông ạ. Và cái chó này thì nó có chiều cao xấp xỉ khoảng 30. Chiều cao xấp xỉ khoảng 32 cm ạ. Và cái bên cạnh chiều cao 30. Và cái chó này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu. Và đây là cái bình cổ rất đẹp luôn. Đời của nó đời chữ viết. Đời truyện viết. Một chiếc bình cổ cực kỳ đẹp luôn. Và quý vị và các bạn quan sát thật kỹ em cái lớp rạng, cái lớp men rạng này của nó nhé. Rất đẹp. Và chiều cao của bình là 30 cm. Và chiều rộng của miệng bình là 10,5 cm ạ. Và điểm rộng lớn nhất là 18 cm quý vị nhé. Và cái bình này em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu. Nếu như quý vị và các bạn lấy một cặp, em bán về Việt Nam với mức giá là 4 triệu. 4 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 4 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ, em sẽ bao ship về tận nhà. Vâng. Vì thời lượng của chương trình có hạn, video ngắn của em xin phép được kết thúc tại đây. Trong quá trình em review và bình luận, còn chỗ nào chưa được rõ ràng, còn chỗ nào khó hiểu, khó nghe thì em cũng kính mong toàn thể quý vị và các bạn châm trước. Một lần nữa, Phượng Kỳ TV xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi các video ngắn của em. Quý vị và các bạn theo dõi hết được hết video mà ưng được cái sản phẩm nào, xin vui lòng cứ chụp màn hình lại sau đó gửi vào Zalo cho em. Em sẽ gửi thêm một số những hình ảnh để quý vị và các bạn có thêm những sự lựa chọn dành cho riêng mình. Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn nhớ ấn cho em một like và nếu có thể ấn cho em một lượt đăng ký. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video kế tiếp.